các em thân mến, hôm nay chị và các em sẽ tô bức hình của chị Shizuka nhé. Chị sẽ tô tóc của chị Shizuka màu đen, áo của chị Shizuka chị sẽ tô màu đỏ, còn váy thì chị sẽ tô màu vàng. Các em đã chọn màu của mình chưa nào?